bé nếp, con gái thứ hai của Dương Hoàng Anh, vừa đón sinh nhật tròn một tuổi hôm 2 tháng 8. Tiểu công chúa được mẹ diện cho hai chiếc váy điệu đà để chụp ảnh kỷ niệm. Bé nếp chào đời khi dịch bùng phát trở lại hồi tháng 8 năm ngoái và năm nay, bé lại đón sinh nhật một tuổi khi dịch căng thẳng hơn. Trong bối cảnh giãn cách xã hội, vợ chồng Dương Hoàng Anh chỉ trang trí nhà cửa rồi cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà để tạo kỷ niệm cho con bà xã Dương Hoàng Anh làm điệu cho con bằng những bộ váy công chúa kèm tơ băng màu đồng điệu. Bé được ông nội đặt tên khai sinh là Thiên Hương, ở nhà gọi là Nết. Nhóc tỳ giống hệt chị gái, thừa hưởng nhiều nét lai tây từ bố. Trong tiệc thôi nôi của em gái, bé Na, con gái đầu lòng của Dương Hoàng Anh, cũng diện váy hồng và đeo bờm cùng màu trông như một nàng công chúa. Bé Na sở hữu đôi mắt to tròn, nước da trắng, sống mũi cao ở từ bố. Nhóc Tỳ rất hiếu động và tinh nghịch, thích các hoạt động ngoài trời. Hai chị em Na và Nếp được mẹ cho mặc áo đôi, cùng nhau đạp xe hồi tháng Tư, trước khi dịch bùng phát trở lại. Con gái đầu lòng của Dương Hoàng Anh xinh xắn trong bộ đồng phục. Nam diễn viên chia sẻ, vợ anh từng khóc thúc thích vì thương con trong ngày đầu tiên bé đến trường. Na đón sinh nhật 2 tuổi hôm 22 tháng 3. Dương Hoàng Anh và bà xã thường tự tay trang trí không gian nhà riêng theo tông hồng xinh xắn trong các ngày kỷ niệm quan trọng của hai con. Bốn thành viên gia đình nam diễn viên Mộng Phù Hoa quay quần hôm sinh nhật 2 tuổi của bé Na. Từ ngày kết hôn và có con, Dương Hoàng Anh coi gia đình là số 1. Tràng diễn viên có thể chơi đùa cả ngày bên hai công chúa nhỏ mà không thấy chán. Anh được nhiều bạn bè, khán giả ngưỡng mộ vì là ông bố biển sữa, mẫu mực, luôn yêu vợ, thương con bà xã của Dương Hoàng Anh tên Hồng Nga, sinh năm 1995 và sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng. Sau khi kết hôn, cô ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ vì sinh liên tiếp hai bé trong vòng 2 năm. Cách nhau 15 tuổi nhưng cặp đôi rất hòa hợp, hạnh phúc. Dương Hoàng Anh sinh năm 1980, từng là người mẫu trước khi chuyển hướng sang làm diễn viên. Anh đã đóng nhiều phim như Phía Cuối Cầu vòng, Thiên Thần Áo Trắng, chuyện tình đảo ngọc sơ căng đan bí mật thảm đỏ mộng phù hoa hậu duệ mặt trời phiên bản việt nguyên anh